Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa ra một điều chỉnh về đội hình ra sân khi để tiền đạo Văn Trường ngồi dự bị. Đội tuyển U23 Việt Nam nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn thắng ở ngay phút thứ 8. Từ một tình huống tấn công bên cánh phải, Minh Quang căng ngang chuẩn xác để Đinh Xuân Tiến dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 2 của Xuân Tiến ở giải đấu năm nay. Một sự khởi đầu thuận lợi dành cho U23 Việt Nam. Những diễn biến sau đó diễn ra có lợi cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn khi đội tuyển U23 Việt Nam vẫn làm chủ trận đấu với những đường tấn công sắc nét. Tới phút 31, cách biệt được nới rộng cho đội bóng áo trắng khi tiền đạo Quốc Việt có tình huống sút xa ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0. Không lâu sau đó, Đinh Xuân Tiến dứt điểm cận thành để có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu giúp U23 Việt Nam có được tỷ số 3-0. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển U23 Việt Nam tạm thời dẫn trước U23 Malaysia với cách biệt 3 bàn. Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam mất tập trung khi để Mohamed Alif đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số. Khoảng thời gian sau đó, đội bóng áo vàng tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đứng vững. Tới những phút cuối trận, pha phối hợp tốt giữa Vĩ Hào và Hồng Phúc đã giúp cho đội bóng áo trắng có thêm được bàn thắng thứ 4, vượt qua U23 Malaysia với tỷ số chung cuộc 4-1, đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết giải U23 Đông Nam Á.